Trung Quốc kêu gọi các nước liên quan trong tranh chấp biển Đông tìm kiếm một quan điểm chung, tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi các nước liên quan trong tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông tìm kiếm một quan điểm chung với Bắc Kinh. Việt Nam và Úc hôm thứ tư đã kêu gọi tự kiềm chế ở biển Đông và cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng, một đề cập rõ ràng về sự hiện diện ngày càng hung hăng của Trung Quốc đã khuấy động mối quan tâm trên khu vực tranh chấp. Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đã phàn nàn về các hành động cải tạo, bồi đắp và xây dựng của Trung Quốc trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh đáp lại rằng họ không có ý định đảo ngược trật tự quốc tế. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: "Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông rất rõ ràng và nhất quán." Chúng tôi luôn muốn tiến hành đàm phán với các nước liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế và những sự kiện lịch sử có liên quan về vấn đề tranh chấp lãnh thổ của các đảo và các rạng san hô có liên quan trong Biển Đông, thông qua các cuộc đàm phán song phương để tìm kiếm một giải pháp. Cùng lúc, chúng tôi cũng luôn tìm cách bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông cùng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% Biển Đông bằng cách tự vẽ ra đường lưỡi bò chính đoạn trên các bản đồ của mình, trải dài sâu vào trung tâm hàng hải của khu vực Đông Nam Á. Ông Hồng Lỗi nói thêm, chúng tôi hy vọng các nước liên quan sẽ đạt được quan điểm chung với Trung Quốc và các quốc gia bên ngoài khu vực duy trì quan điểm chung, trung lập, đặc biệt là vấn đề về chủ quyền. Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần trong vùng biển có tiềm năng giàu năng lượng và các tuyến đường biển toàn cầu quan trọng.